quần đen. Trong khi đó thì hai cây vợt của Đài Loan trong trang phục đó là áo đen, quần đen. Xét về thể hình thì đôi vợt của Hồng Kông của Đài Loan có phần nhỉnh hơn. Người cao nhất trên sân lúc này chính là cây vợt Lu Chinh Giao của Đài Loan. Vậy là đôi vợt của Đài Loan ở phía gần mảnh nhỏ quý vị các bạn và đôi vợt của Hồng Kông Trung Quốc ở phía xa mảnh nhỏ quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với trận đấu tứ kết nội dung đôi nam. Người sẽ giao cầu đó là Tiên Chu Chê. Đập cầu thiếu chính xác. Rất đáng tiếc cho pha đập cầu vừa rồi. Lu Chinh Giao là người thực hiện cú đập uy lực trên lưới nhưng lại đi ra ngoài. Một pha cầu đáng nhẽ anh phải ghi điểm. Không kịp cứu cầu. Trả cầu ngắn rất hay. Tỷ số 2-0 cho đôi vợt áo trắng của Hồng Kông Trung Quốc. Một hai lỗi giao cầu, bây giờ sẽ là pha giao cầu của Lu Chinh Giao. Giao cầu tốt, cú đập của Tiên Du Chê. Du Chê có chiều cao thấp hơn hẳn so với người đồng đội Lu Chinh Giao nhưng anh rất nhanh nhẹn. Trọng tài xác định cầu ngoài và điều cầu chưa chính xác.
3-2. Chiều cao phải tới 1m9 của Lưu Trinh Giao, dù anh có những cú đập rất thuận lợi ở vị trí cuối sân thì anh vẫn có được những cú đập cắm. Không được, pha bóng nhỏ thất bại. Vừa rồi là pha bóng nhỏ của Kunewan. Đập liên tiếp vào vị trí giữa hai cây bật đối phương. Cú nhảy đập phải nói là đẳng cấp của Kunewan. Và sau đó là cú đập chính xác của Jay Shin Choi. Tiếp tục điểm cho đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc. Họ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách 4-5. Bỏ nhỏ lỗi, sai lầm của Tiên Chu Chê. 5-5. Vô cầu trên lưới, nhỏ nhắn nhưng có thể thấy là cây vật của Đài Loan Tiên Chu Chê rất nhanh. Tỷ số 6-5. Yêu cầu hay và xử lý tuyệt vời của Kunewan. Kunewan đã rất tỉnh táo trong pha điều cầu vừa rồi. Tỷ số 6-6. Cầu ngoài thật đáng tiếc. Tiên Chu Chê đã có pha điều cầu không chính xác. Pha cầu hơi vội của Lưu Trinh Giao. 8-6. Ngay lập tức thì tỷ số được rút ngắn 7-8. Là 9-7. Sau pha cầu vừa rồi thì Kunewan rất tự tin, anh thậm chí là không chủ động để cứu cầu vì đã đoán chắc được điểm rơi. Kunewan rất mạnh của Kunewan. Cầu trong sân, sai lầm của Tiên Du Chê. Ta cùng xem lại tình huống này. Tiên Du Chê thật khó hiểu cho một tình huống xử lý như vậy, cầu không phải quá nhanh. Tiên Du Chê vẫn tiếp tục chơi đập cầu từ cuối sân, không hiệu quả. Đối phương phòng ngự rất tốt. Đây mới là cú đập ghi điểm. Chiều cao giúp cho Lưu Trinh Giao có được những cú đập uy lực. Có thể có lợi ở những tình huống đập cuối sân, nhưng ở những tình huống trên lưới thì chưa chắc đã là lợi thế cho Lưu Trinh Giao. Anh sẽ xoay sở khó hơn, đặc biệt là những pha cầu ngắn hay những pha cầu nhanh ngang thì đòi hỏi Lưu Trinh Giao phải hạ thấp trọng tâm, và trong khi chiều cao của anh như vậy thì cũng không phải là một lợi thế. Cao quá cũng không phải là tốt đối với môn cầu lông.
Pha xử lý không tốt của Kudawan. Tỷ số cân bằng 10 đều. Mười một mười cho bộ đội của Hồng Kông Trung Quốc. Họ vẫn đang dẫn trước trong trận đấu thứ nhất và bây giờ là quãng nghỉ 1 phút cho hai đội vật. Cùng tiếp tục những diễn biến của set đấu thứ nhất, trận đấu tứ kết nội dung đôi nam. 12-0 cho bộ đội Kudawan và Shin Choi. Ngay khi trở lại thì đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc đã ghi 2 điểm liên tiếp. Cầu ngoài, pha đập bạt ngang không tốt. Vừa rồi là cú đập của Shin Choi. Đang là 15-11 nghiêng về phía đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc. Họ thi đấu với kinh nghiệm và bản lĩnh tốt hơn. Rất khéo. Một tình huống treo cầu thông minh. Tỷ số lại được nâng lên. 16-11. Ngắn xuống còn 12-16. Còn rất trẻ nên đôi vật của Đài Loan còn ít kinh nghiệm và khả năng điều tiết trận đấu chưa tốt. Cú đập chát chúa của đôi vật Lu Chinh Zhao. Kết quả trận đấu này thì Lu Chinh Zhao và Dương Duy Trê được đánh giá cao hơn so với bộ đôi của Hồng Kông Trung Quốc. Lúc này họ đang ở thế bám đuổi rất dễ dàng cho Kudawan. Với bộ đôi của Hồng Kông Trung Quốc, Kudawan và Shin Choi thì để lọt tới vòng đấu này thì họ đã trải qua những trận đấu có thể nói là rất vất vả. Tại vòng 1 thì họ đã thắng đôi đồng hương với tỷ số 2-1 và ở vòng 2 thì họ đã vượt qua hạt giống số 4 Sen Long Juan và ông Yushin với tỷ số cũng là 2-1. Quá thuận lợi. Ở giữa sân thì với chiều cao tới 1m9 như của Lu Chinh Zhao thì những cú đập sẽ rất cắm. Số lúc này là 14-17.
15-17, tỷ số liên tiếp được rút ngắn. Bây giờ thì sức ép của Lu Xingchao và Dương Xu Chiêu đang được tăng lên. Đập cầu rất tốt, cú đập của Xin Choi cực kỳ uy lực. Sau khi để đối phương ghi 3 điểm liên tiếp thì lúc này Kudawan và Xin Choi đã lại nới rộng khoảng cách 18-15. Cầu không thành công rồi, và phòng ngự điều cầu nhanh không chính xác của Kudawan. Tỷ số được rút ngắn 16-18. Cầu tốt của Kudawan. Họ lại nới rộng khoảng cách 19-16. Cầu quá hay, lại là cú đập của Xin Choi. 20-16, và đây là cơ hội giành điểm quyết định của set đấu thứ nhất cho bộ đôi của Hồng Kông Trung Quốc. Lỗi của Tian Zhuqie. Và như vậy là chiến thắng với tỷ số 21-16 cho đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc trong set đấu đầu tiên. Với những cú đập uy lực từ cuối sân, khả năng nhảy đập tốt của Kudawan và Xin Choi cùng với khả năng di chuyển linh hoạt, họ đã áp đặt được lối chơi và giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai, trận đấu tứ kết nội dung đôi nam giữa đội của Đài Loan và Hồng Kông Trung Quốc. Và phòng thủ không thành công của Lu Xingchao và Tian Zhuqie. Như vậy là sau tình huống chạm vợt vừa rồi thì có lẽ là vợt của Lu Xingchao đã bị gãy, anh đã phải đổi một chiếc vợt khác. Thật may là có sự chuẩn bị. Hầu hết những cây vợt chuyên nghiệp đều có từ 3 đến 4 chiếc vợt sơ cua. Và thậm chí có những cây vợt cân lưới của mình khác nhau để tùy vào từng đối thủ. Họ có thể đổi sang một chiếc vợt có cân mặt lưới nặng hơn hoặc nhẹ hơn tùy vào lối chơi của đối thủ. Nhưng trường hợp này không nhiều, hầu hết là vợt sơ cua để tránh những trường hợp bị đứt dây hay những trường hợp bị gãy vợt như vừa rồi. Ôi.
Tỷ số đã được cân bằng 1-1. Điểm cho đội vật của Đài Loan 3-1. Vẫn là pha dọc cầu của Lu Chin Chao. Chạm hai vợt rồi. 4-1. Rồi, một sự khởi đầu của nó là tuyệt vời của hai cây vợt Đài Loan trong set đấu thứ hai. Họ có lối chơi ổn định và điều chỉnh tốt để bước vào set đấu thứ hai thi đấu tốt hơn. Pha liên công tuyệt vời. Những cú đập liên tiếp của Lu Chin Chao và Tiên Chu Trê. Phải nói là công lớn thuộc về Lu Chin Chao. Cú đập trước đó của anh đã khiến cho đối phương không thể có được pha trả cầu như mong muốn. Và tạo điều kiện cho đồng đội là Tiên Chu Trê dứt điểm. 6-1. Như vậy là trọng tài xác định là cầu đã đi qua phần sân của đôi vợt Đài Loan, cầu leo lưới. Điểm cho đôi vợt của Hồng Kông Trung Quốc, tỷ số 2-6. Pha bỏ nhỏ thất bại. Ở set đấu thứ hai này thì hai cây vợt của Hồng Kông Trung Quốc liên tiếp có những pha xử lý lỗi và không hiểu ý nhau. Lần thứ hai trong set này họ bị hai vợt đều chạm cầu. Dứt điểm rất nhanh và dứt điểm của Suy Choi. Tỷ số 5-7. Pha tấn công tuyệt vời của Lu Chin Chao và Tiên Chu Trê. Đặc biệt trong pha cầu vừa rồi thì có thể thấy là Lu Chin Chao, cây vợt cao nhất trên sân, đã có lúc loạng choạng, mất trụ, nhưng anh đã kịp quay trở về để phòng ngự và tiếp tục tấn công. Tỷ số là 8-6.
lỗi giao cầu của Lu Trinh Giao. 7-6, 7-8. Như vậy là đôi vợt của Hồng Kông Trung Quốc đã cân bằng tỷ số 8 đều. Cầu qua lưới và đi rất hiểm hóc. Trước cú đập uy lực của Lu Trinh Giao, hai cái vợt của Hồng Kông Trung Quốc đã hóa giải một cách xuất sắc. 9-8. Không được. Ba trả cầu trái tay không thành công của Trinh Choi. Tỷ số được cân bằng 9 đều. Không được. Vẫn là lỗi của Trinh Choi. Trinh Choi ở hai phát cầu đều tỏ ra rất vội. Cực nhanh và Trinh Choi đã lập công. Tỷ số cân bằng 10 đều. Quá mạnh. Cú đập mang lại điểm số thứ 11 cho Lu Trinh Giao và Tiên Duy Trê. Chiều cao và với những cú đập uy lực như vậy, tuy nhiên không phải lúc nào thì Lu Trinh Giao cũng có cơ hội để thực hiện những cú đập sở trường. Bởi lẽ với khả năng điều cầu của Kunawan và Sinh Choi thì anh rất ít có cơ hội như vậy để phát huy được đúng thế mạnh của mình. Tạm dẫn trước nhưng chưa phải là một thế trận an toàn, đặc biệt khi mà đôi vợt của Đài Loan đã thua ở set đấu đầu tiên. Áp lực với họ là rất lớn. Cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của set đấu thứ 2, tỷ số 11-10. Tỷ số là 12-13, khoảng cách còn 1 điểm. Kunawan và Sinh Choi đang bám đuổi quyết liệt trong trận đấu thứ hai. Rõ ràng là họ muốn hướng tới một chiến thắng 2-0. Cú đập quá hay. Sinh Choi không thể phòng thủ trước cú đập như vậy. Oh!
Đập cầu tốt. Cú đập cắm vào chân đối thủ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một lần nữa cái khả năng nhảy đập của hai cái vật nhà cầu Trung Quốc là rất ấn tượng. Mười ba mười bốn. Đập cầu hay. Đó là pha đập cầu của Thiên Du Chê. Trọng tài xác định cầu trong sân. Vừa rồi thì Thiên Du Chê đã phán đoán điểm rơi ra ngoài, không cứu cầu. Nhưng đó là một sai lầm. Mười bốn mười lăm. Cầu ngoài. Pha di chuyển không hợp lý của hai cây vợt hậu cầu Trung Quốc dẫn tới pha cầu lỗi vừa rồi. 16-14. Giờ này thì cầu ngoài. 17-14. Cầu trong sân. Cầu rất sâu. Điểm số cực kỳ quan trọng cho bộ đôi của Đài Loan. 18-14 rồi. Không được. Đang có sự mất tinh thần của Kun Ewan cũng như là Sinh Choi thì liên tiếp mất điểm. 19-14. Hai cùng cứu cầu nhưng không thành công. Sự nhiệt tình là có thừa. Đó là một pha cầu quá khó để có thể cứu thành công. Chúng ta cùng xem lại pha bay người cứu cầu này của cả hai cây vợt Đài Loan. 15-19. Thank you.
cầu trong sân và xử lý rất nhanh trên lưới. Điểm cho đội vật của Hồng Kông Trung Quốc. Sự khéo léo của Lu Chi Zhao là không tốt. 17-19. Lu Chi Zhao mạnh ở những pha cầu tầm cao, pha đập cầu uy lực. Quá non, vẫn là lỗi của Lu Chi Zhao. Anh nâng cầu cao sâu đúng tầm đập của đối phương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất non và rơi vào tầm đập của Kun Hao Wan. 18-19, như vậy là từ khoảng cách 5 điểm, hai tay vợt của Hồng Kông Trung Quốc chỉ còn cách đối thủ có 1 điểm nữa thôi. Rất đáng tiếc, thời điểm cần sự tập trung cao thì Trích Choi lại mắc lỗi cho pha đẩy cầu vừa rồi. Cơ hội giành điểm quyết định của set đấu thứ hai cho đôi vợt của Đài Loan. Thời điểm rất hồi hộp. Điều cầu hay. Và điều cầu quyết định của Tiên Du Chê đã giúp cho đội vật của Đài Loan thắng lại set đấu thứ hai với tỷ số là 21-18 và qua đó cân bằng tỷ số trận đấu 1-1. Buộc trận đấu tứ kết đôi đàm này phải bước vào set đấu thứ ba. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với set đấu thứ 3, trận đấu tứ kết giữa đôi vật của Đài Loan và đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc. Sau hai set đấu đầu tiên thì hai đôi đang hòa nhau 1-1. Pha liên công tuyệt vời. Hai cú đập liên tiếp quá mạnh của Kun Hao Wan và Trích Choi. Rất hay. Chính Tiên Du Chê là người đã có pha điều cầu quyết định ở set đấu thứ hai. Và một lần nữa chúng ta thấy được khả năng điều cầu cực hay của cây vợt này. Tỷ số cân bằng 1-1. Cầu tốt. Lại là một pha trả cầu cao sâu quá non. Nhảy đập là thế mạnh của đôi vật Hồng Kông Trung Quốc và chỉ cần cầu hơi non thôi là họ có cầu dứt điểm. Chỉ có biết né cầu. Pha cầu vừa rồi đi quá nhanh và hiểm hóc. Kun Hao Wan không có giải pháp nào khác. Sai lầm phải thuộc về Trích Choi vì anh trả cầu ngang quá cao.
Tỷ số đang là 2-2. Vội rồi. Pha xử lý của Kuniawan. 3-2. Đúng là về mặt tinh thần thì hai cây vợt của Đài Loan trận đấu này là lăn xả. Họ lăn lộn trên sân để cứu cầu. Hình ảnh từ set đấu thứ hai tới giờ. Số của set đấu thứ hai đang là 3-2. Hai đội vật vẫn đang bám đuổi quyết liệt. Và ngày mai thì kênh Thể thao TV sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những diễn biến của giải cầu lông Hà Nội Sipucha năm 2015 vòng bán kết. Với nội dung đôi nam này thì các đôi vật của Việt Nam tiến xa nhất đó là đôi vật Dương Bảo Đức và Nguyễn Hoàng Nam. Đôi vật của Việt Nam đã lọt tới vòng 2 và để thua trước đôi vật của Indonesia, Hadianto và Hajianto. Tỷ số đang là 4-3 nghiêng về phía đôi vật của Đài Loan. Rất hay và đẩy ngang tốt của Kunawan. Đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc cũng mạnh ở những pha cầu nhanh như vậy. Đa phần họ chiến thắng. Đập cầu tốt. Cầu đi dọc dây rất chuẩn xác. 5-4. Chúng ta cùng xem lại cú đập này của Kunawan. Và treo cầu chặn lỗi. Kunawan không dứt điểm bằng một pha cầu uy lực. Thay vào đó anh muốn tạo yếu tố bất ngờ bằng một pha treo cầu chặn và đã thất bại. Treo cầu hay. Và vừa rồi dứt điểm đó là của Lu Trinh Giao. Tỷ số là 6-5. Cầu rất hay. 7-6. Thứ hai đang diễn ra quyết liệt, bám đuổi tỷ số và lúc này thì khoảng cách chỉ là một điểm cho đội vật của Đài Loan. Điểm cho đôi vật của Hồng Kông Trung Quốc. Tỷ số được cân bằng 7-7.
cầu trên lưới rất dễ dàng. Và xử lý bắt bài của Tiên Du Chê. 8-7. Cú cầu không thành công, pha xử lý của Trinh Choi. 9-7. Số là 11-7, đang là sự vươn lên của bộ đôi Lưu Trinh Giao và Tiên Du Chê. Trước khi bước vào trận đấu này thì đây chính là bộ đôi đánh giá cao hơn, bởi lẽ họ được xếp hạng giống số 6 tại giải. Khởi đầu set 1 không thành công, thất bại với tỷ số 18-21. Nhưng bằng tinh thần thi đấu, và chúng ta có thể thấy được tinh thần đó qua những tình huống bay người cứu cầu của cả hai, họ đã lật ngược thế cờ trong set đấu thứ hai, thắng lại 21-18. Và giờ đang dẫn trước với tỷ số 11-7 trong set đấu thứ 3. Số tiếp tục thuộc về bộ đội của Đài Loan. 12-7. Sự quyết tâm của hai cây vợt Đài Loan trong trận đấu này. Họ vẫn đang dẫn trước, nhưng có thể thấy là đôi vợt của Trung Quốc cũng đang có những tín hiệu khả quan. Không qua lưới, 2 điểm liên tiếp, 9-12. Xuống ngắn 10-13.
cầu ngoài rồi. Yêu cầu không chính xác. 14-10. Trong sân và cầu tốt của Luchi Zhao. 15-10. Bắt bài trên lưới. Cầu đã trúng người của Luchi Zhao. Có lẽ là hơi bị đau với tình huống đập cầu như thế này. 11-15. Trọng tài xác định cầu trong sân, sự thất vọng của Punawan với quyết định này. 16-11. Bảy mười một rồi, liên tiếp ghi điểm và họ đang hướng tới chiến thắng. Xử lý cầu hụt của Trinh Choi, lại thêm một điểm số quan trọng nữa cho đôi vợt của Đài Loan. 19-13. Đội vật của Đài Loan đang hướng tới chiến thắng. Ngoài thật may. Vừa rồi thì Sinh Choi đã không theo được pha cầu của đối phương nhưng cầu đã đi ra ngoài. Vẫn còn nguyên cơ hội chiến thắng chung cuộc cho bộ đôi của Đài Loan. Pha dứt điểm rất hay của Tien Chu Chi, một lần nữa anh lại là người dứt điểm xét đấu. Và như vậy là chiến thắng chung cuộc cho Lu Chin Zhao và Tien Chu Chi, chiến thắng kịch tính sau 3 xét đấu để giành quyền vào vòng đấu bán kết của nội dung đôi nam. Một trận đấu hay của đôi vợt tới từ Đài Loan. Họ đã thua set 1 nhưng đã lội ngược thành công sau
3 set đấu. Tỷ số cuối cùng là 18-21, 21-18 và 21-15. Những ảnh vừa rồi cũng đã khép lại buổi bình luận ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.